Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca ngợi kệ Phật pháp đồng sâu đắc nhị màu. Trong ngày bất kỳ có tìm cầu, con nên nghe thấy chuyên trì tụng thần tọa Như Lai nghị nhị màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 3. Khai Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu lại có người đối với đời vị lai cầu sinh cõi trời người vì nhàm chán muốn lìa khổ, phải nên xa lìa các nghiệp phiền não, bạo ác, dâm dật và lời nói dối phá hoại những ác tổn não cho tất cả hữu tình, tu các nghiệp lành khiến cho tăng trưởng liên tục được quả báo an vui, lìa bỏ khổ não. Đức Thế Tôn liền nói kệ: Hãy xa lìa bạo ác, quả khổ sở chẳng có, không sân thường nói dối, nghe danh đều vui vẻ, tà chấp cùng oán thật hàng phục kiến không khởi, tổ ngộ phiền não nhiễm luôn tu pháp đối trị. Bây giờ Đức Phật là bảo các tỳ kheo: Nếu là có người gặp duyên trái ngược đối với mình và người, thì phải nên giác ngộ, phá bỏ và xa lìa sự giả dối trước mắt, nghĩ tưởng đến các bậc thánh hiền tu tập hạnh nhẫn đối với của cải, bỏ ý tưởng tham vọng nhân và phi nhân, thế gian và xuất thế gian, chánh đạo phi đạo, hoặc nam hoặc nữ, nghiệp quả tốt xấu, chân thật hư vọng, cung điện nhà cửa, cung kính cúng dường, cho đến tất cả các cảnh nhơ và sạch, chớ khởi lên vọng chấp, cũng chẳng ganh ghét chân thật, xa lìa sự hư vọng, thiếu sót hữu tình, nhập dần vào bậc thánh, xa lìa địa ngục tổn hại chi ma, trừ diệt đen tối, tu tập trí tuệ, dấn vào tham vọng giống như lửa độc, phải nên lìa bỏ nghiệp báo gian khổ cay đắng phát lồ sám hối, không nên che giấu, hiểu rõ văn tự tôi nói nhân khổ đều nên xa lìa. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu lại có người đối với bản ác và quyến thuộc của người khác mà sinh tâm ghét, thì nên khởi lên ý nghĩ này: Ta đã nhiều kiếp từ xa xưa đến nay luân chuyển các nẻo, cha mẹ thân tộc bạn lành trí thức cũng luân chuyển trong sinh tử qua lại không dừng, đối với các hữu tình phải nên thương xót, khởi lên ý tưởng thân yêu, do điều này mà được xa lìa tham sân và mê hoặc. Gây các tỳ kheo bạch Đức Phật: Kính thưa Thế Tôn, nếu là có người giả dối nói hai lời làm chia lìa người nọ kẻ kia thì sẽ chịu quả tương ưng gì? Cuối sinh Thế Tôn chuyện nói chúng con thích nghe, để làm lỡ cho tất cả hữu tình đời vị lai. Đức Phật bảo tỳ kheo: Nên biết nói hai lời mắc nhiều quả báo sai khác, nói gọn có 10 loại: một, dòng họ thấp hèn quyến thuộc xa lìa; hai, bạn lành xa lìa thêm nhiều bạn ác; ba, ngu si ám độn tăng trưởng lỗi lầm; bốn, che bai thánh hiền không tin nhân quả; năm, che giấu lỗi mình vừa nói lỗi người; sáu, giả dối thì nhiều trung thực thì ít; bảy, chết đọa địa ngục chịu khổ vô cùng; tám, phóng túng tham sân tiếng xấu đồn khắp; chín, của cải tan mất mãi luôn sầu khổ; 10, xa lìa chánh pháp thường sinh nơi biên địa. Tỳ kheo nên biết nghiệp của hai lời nói hai lời mắc quả báo như vậy, không nên dính mắc vào, phải xả bỏ nó. Lúc đó có tỳ kheo lại bạch Đức Phật: Thưa Thế Tôn, nếu có chúng sinh lời nói thô ác sẽ chiêu cảm quả gì? Đức Phật bảo: Nên biết ngữ nghiệp mắc 10 quả báo. 1. Miệng nói ra như dao kiếm, tự thân chịu bị thiêu đốt. 2. Tai kiến hờn ngẫy, không có điều ác nào mà không làm. 3. Xa lìa thánh hiền, càng ngày thêm nhiều bạn ác. 4. Chúng đều nhàm chán giống như các thứ độc. 5. Hình dáng bên ngoài hiểm ác cao thấp không bằng nhau. 6. Phiền não hờn hãy của cải tiêu tan. 7. Thiêu đốt điều lành, pháp không thật càng tăng. 8. Thân thể hôi hám, nghe đều ngờ chán. 9. Xương khớp khô cạn, luôn bị bệnh khổ. 10. Chết đọa điều ác, luôn chuyển sinh tử. Tỳ kheo nên biết ngữ nghiệp thô ác chiêu cảm quả báo như vậy, ông nên xa lìa. Khi Đức Thế Tôn nói kệ: Điều lành nên ưa thích như cha hay như mẹ, lành đẹp thể đều vậy, hãy xa lìa tranh cãi. Đẹp lành trời người vui, đẹp lành càng siêng năng, đẹp lành quyến thuộc nhiều, đẹp lành lìa tam đồ, đẹp lành giết các ác, đẹp lành lìa phiền não, hãy bỏ rời lỗi lầm, nên tu các điều lành. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo: Như vậy lời nói thô ác phải nên xa lìa, hàng phục không cho nó khởi lên, chứ khiến nó tăng trưởng. Người hay nói lời thô ác kia, đọa vào địa ngục chịu khổ đói khát, đủ các thứ sầu não. Đối với nẻo ác kia, luôn luôn chịu đói khát, như lửa thiêu đốt, từ nghĩ đến ăn uống, số lượng chỉ cần bằng hạt cải, cũng không thể được uống gì ăn nhiều. Tỳ kheo nên biết các hữu tình kia, trong nghiệp ác này mà bị các khổ trói buộc, lửa cháy và các đói khát liên tục thúc ép, không lúc nào tạm ngừng. Quả khổ như vậy đều do ngữ nghiệp thô ác giả dối cảm ứng tạo nên. Tỳ kheo nên biết nghiệp ác giả dối như các công đức lành cao đẹp của trời người đều do tâm tạo. Nếu ngu si tăng cao khiến khinh chê bai hiền thiện, có lên ý nghiệp ác
xa lìa, bình đẳng, ưa nói chuyện phải trái, có tốt xấu, có tốt cái xấu của người này, người kia sẽ giống như dầu sắp hết. Ánh sáng mờ dần, trí tuệ tổn giảm, phạm phải tội lỗi càng nhiều. Thế nên tỳ kheo thường phải xa lìa, nghiệp ác giả dối, đừng để nó xâm hại. Đối với danh lợi người khác, nếu sinh ganh ghét và giận dữ, thì thân tâm não loạn không khi nào tạm dừng. Tỳ kheo nên biết, các nhân ác này thiêu đốt điều lành, đối với đời tương lai chắc chắn chiêu cảm và khổ, xoay tròn không dừng, phải nên lìa bỏ. Khi các tỳ kheo là bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, nếu có chúng sinh đối với hữu tình hay chẳng phải hữu tình, luôn khởi tâm sân giận thì phải chịu quả báo gì? Đức Phật bảo, nên biết sân giận đối với đời vị lai, bị mười điều suy tổn, một oan gia càng nhiều, người đều nghi ngờ, nhàm chán, hai sinh nơi ở biên địa, xa lìa chánh pháp, ba các bệnh trói buộc, làm cho nghèo nàn khốn khổ, bốn chế độ làm cho sói, bảo ác ở nơi hoang dã, nên ở chỗ đáng độc luôn luôn sân giận, sáu căn xấu xí, quyến thuộc xa lìa, bảy chất đỏ địa ngục khắc thần, chịu khổ liên tục, tám các khổ thiêu đốt, tay chân thân thể cháy khô, chín càng thêm tài chấp cho ba thánh hiền, mười luôn ở trong ba nẻo ác luân chuyển không dừng. Mười điều tuy suy tổn như vậy đều do sân hận, tỳ kheo phải biết nữa, phải nên xa lìa. Lúc đó có tỳ kheo là bạch Phật, kính thưa Thế Tôn, nếu có chúng sinh luôn tu hạnh không sân giận thì sẽ được quả báo gì? Đức Phật bảo, chúng sinh đó được mười điều lợi ích đặc biệt tốt đẹp. Một, điều đẹp lành vang khắp. Hai, xa lìa tánh cao ngạo xem thường. Ba, có khả năng hàng phục sân giận. Bốn, lìa bỏ ba nạn khổ. Năm, oán nghịch không hại được. Sáu, thường sinh cõi trời người. Bảy, quyến thuộc xâm hợp. Tám, các căn không thiếu, chân sắc tướng đầy đủ. Mười, thành tựu sự giải thoát. Tỳ kheo nên biết mười điều lợi ích tốt đẹp đặc biệt như vậy, ông nên tu tập. Khi Đức Thế Tôn nói bài kệ, suy tổn do sân giận, chìm đắm trong biển khổ, các căn nhiều xấu xí, bức bách khó chịu đựng, nhân lành sinh đường lành, phi pháp vào địa ngục, bàn sinh vào quỷ thú, tùy theo nghiệp ác lành. Đức Thế Tôn nói kệ này đòi bảo các tỳ kheo, nghiệp của thiện ác, tổn hại và lợi ích không đồng, tăng giảm lẫn nhau, tùy theo nghiệp lực và chịu quả báo, không sao tránh khỏi. Lúc đó các tỳ kheo là bạch Phật, Đức Thế Tôn, hữu tình keo kiệt tham lam không thực hành tuệ thế, tự mình không có chỗ nương tựa, mê tối ngu si, không tin nhân quả cho ba thánh hiền sẽ mất quả báo như thế nào? Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu các hữu tình keo kiệt tham lam không có niềm tin đối với tài Phật, tự mình không dám thọ dụng có gì có thể cho người khác, tỳ kheo nên biết người ngu vô trí thường sẽ lìa bạn lành lại hay tạo các tội, do nhân duyên này đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Các tỳ kheo kia nghe lời nói này rồi lo sầu khổ sở ở kêu gào khóc lóc bạch với Đức Phật, thì Thế Tôn, các hữu tình này cho đến bao giờ mới hết khổ, xin Đức Phật giữ nó để làm lễ cho đời vị lai. Khi Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo bằng bài kệ nhân gian 6 vạn năm, ngày đêm A Bồ Đà, gom cả năm tháng kia trước 3 vạn 6 ngàn, từ thọ mạng đó ra, sau đó tăng 2 vạn, tăng thứ lạnh địa ngục khổ liên tục vô tận. Đức Thế Tôn nói kệ này đã bảo các tỳ kheo, đại địa ngục này hữu tình bị khổ là do thân ngữ ý cao ngạo xem thường bậc thiền thiện cho bài chánh pháp, tạo tác chẳng thật, phá hoại tượng Phật, thiêu đốt kinh điển, cho bài pháp chân thật, lời nói vô nghĩa, do nhân nơi nghiệp này, lối kéo dẫn dắt hữu tình, đọa vào chỗ hiểm ác, đủ các thứ trị phạt, chịu khổ liên tục, không có cùng tận. Khi các tỳ kheo là bạch Phật, Đức Thế Tôn nếu lại có người đối với chánh pháp và kinh điển sâu xa của Đức Phật, đọc tụng giải nói khiến người khác tinh thọ phát tâm bồ đề, thì sẽ được quả thù thắng. Quả ích lợi thường thắng gì? Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, người đó được vô lượng công đức rất cao cả và tốt đẹp. Các hữu tình này thọ trì đọc tụng pháp sâu xa như vậy, vô diễn giảng nói, đương theo sắp pháp, nên theo pháp tu hành, đó là niềm tin chân chánh, hàng phục chứng nhiễm, xa lìa đường ác, luôn ở chỗ trời người an ổn thích thú, tất cả thánh hiền che chở giúp đỡ ngoại khen. Đối với đời tương lai được đạt được đa văn tổng trì phúc đức trí tuệ cao cả, nhớ nghĩ không quên, cung điện ngọt châu ngọc trải đều đầy đủ, cho đến khi mạng hết mong được thành tựu, thường lìa già bệnh keo kiệt tham lam ganh ghét mê hoặc sai loạn, và ba chánh pháp giả dối ôm giữ cái tà, tám đại hiểm ác và các pháp không thật, tất cả thảy đều từ bỏ. Đức Phật là bảo các tỳ kheo, nếu là có người quên mê ôm giữ tà ác, đối với thế gian ưa thích sự giả dối, tạo nhiều tội lỗi, đối với việc làm đó là không hối hận, tâm ấy là càng tăng thêm, tạo điều ác liên tục, không sợ chỗ hiểm ác, sẽ lợi bạn lành, nguyên nhân nơi nghiệp này mà luân chuyển trong địa ngục thì quả khổ chắc chắn không sao tránh khỏi. Thì khi nên biết những người có trí đều lìa bỏ nghiệp các nghiệp ác,
Phát khởi lòng tin chân chánh, tu tập pháp sửa đổi. Tỳ kheo nên biết do tâm tạo tội nên chịu quả như vậy. Giải thoát sự sinh tử luân chuyển trong các nẻo cũng do từ nơi tâm, hay làm việc lừa dối định hót là có thể điều phục, cũng có thể bảo ác, hay hướng đến tam đồ rất đáng sợ cũng do từ nơi tâm tạo nên, là có khả năng xả bỏ tu tập pháp lành, cũng có thể từ bỏ chân thật an vui, và cũng có thể xa lìa hư dối điên đảo, đủ với được các loại nhân duyên và quả báo sai khác, hoặc dễ hoặc thật được quả báo chắc chắn hay không chắc chắn, có lợi ích hay không lợi ích, hoặc tốt hoặc chẳng tốt phải tốt, đều có thể xa lìa, cũng có thể hiện bài đối với Lý Nhị Phong. Ví như đèn sáng xua tan màn đêm đã có thể hiện rõ ra các vật tượng, tâm cũng như vậy, là như nhân quả tốt xấu có sai khác, theo đuổi lẫn nhau thường chẳng lìa bỏ, bị luân chuyển các cái nẻo cũng do từ nội tâm, là như sạch như ẩn hay lộ, tuy có khác nhưng cùng nhau tăng giảm sự lý giả hay thật, cũng chẳng xa lìa chính kiến hay tà chấp, nghiệp ấy hay chẳng phải ấy, xuất ly hay chìm đắm, có lý hay phi lý, tưởng tức hay xa lìa, đều là do tâm tạo. Tỳ kheo nên biết các nghiệp trói buộc qua lại trong sinh tử, giống như cạm bẫy trói buộc hữu tình, không được tự tài, ngu mê dại dối bị nhiều, bị phiền não trói buộc ngăn che chân lý, khiến trí không phát khởi, đối với pháp hay chẳng phải pháp, không thể hiểu rõ, cũng chẳng tu tập thực hành để chứng đắc, chân lý nhị không, không do đâu hiện ra để chứng đắc. Tỳ kheo nên biết, do vô minh này là mê lầm chân lý, đối với giáo pháp của Đức Phật chưa từng tỏ ngộ, chướng ngại khó giữ lại, do mình không theo đó mà tu tập, trái lại còn ngăn ngừa người khác tu học, nói dối lỗi lầm, tăng thêm nhèm chán xa lìa. Nghiệp này do nhân trên ba chánh pháp quán tật đối với chư Phật nên đời đời ngu muội, luôn bị đọa vào địa ngục vô tâm, chịu đủ thứ khổ không có cùng tận, từ địa ngục này ra rồi lại đọa làm ngạ quỷ, ngu mê bạo ác tàn hại lẫn thứ khổ, lại từ ngạ quỷ ra rồi đọa trong loài súc sinh đói khát khốn cùng, các khổ trói buộc luôn không dừng nghỉ, tâm sân tham mạnh dành nhau ăn uống, ý vui với ác liên tục không gián đoạn, giống như lửa ở đời thiêu đốt đường hoa, nghiệp này cũng vậy, thiêu đốt điềm lành làm tổn hại đến hữu tình. Đức Thế Tôn lại nói kệ: chúng hữu tình mê hoặc che Phật phá chánh pháp, đọa vào bao nẻo khổ tận kiếp không thể ra, chịu khổ nơi địa ngục tối tâm không chút sáng, ngạ quỷ và bàn sinh đói khát không cùng tận, hữu tình do nghiệp trói phiền não che trí tuệ, chìm đắm biển hiểm ác kiếp hết không ra khỏi. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo: do trước kia trên ba chánh pháp tạo nhân của nghiệp ác bị luân chuyển trong tam đồ, chịu khổ vô lượng, từ chỗ tam đồ kia ra rồi, nếu được sinh trong loài người thì nghèo hèn khốn khổ, các căn không đủ, bị đói khát thúc ép, phiền não càng tăng, tánh lại bảo ác giống như voi ngựa hung dữ khó chế ngự, ngu mê ôm giữa cái xấu luôn luôn tương ân, bệnh khổ trói buộc không có gián đoạn, tâm họ buông lung, phan duyên giả dối không dừng nghỉ, đuôi điếc câm ngọng khó gặp chánh pháp, chỗ ở biên địa không có trí sợ trí tuệ, ngu si theo điều tà, phải chịu các thứ khổ không có cùng tận. Tỳ kheo nên biết, tội cho ba chánh pháp các quả báo vô lượng nói không thể hết. Đức Phật là bảo các tỳ kheo: nếu lại có người tu các điều các thiền định để mong cầu giải thoát, đối với Phật pháp tăng không sinh lòng chê bai, luôn luôn tôn trọng khen ngợi tin nhận thọ, giống như cha mẹ và bạn lành luôn luôn thương yêu giúp đỡ, tôn trọng và tin tưởng, không phải lên ý xấu chê bai khiến gia tâm vui vẻ. Khi các tỳ kheo là bạch Phật: bậc Thế Tôn, hữu tình làm sao lìa bỏ tội lỗi tu tập hành thù thắng, xin Thế Tôn giải nói để làm lợi ích cho đời vị lai. Bây giờ Thế Tôn là bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, nay ta vì các ông mà nói. Nếu là có người để bỏ thân ngữ và các nghiệp ác, luôn tu tập nghiệp lành để đối với ba đời, an trụ quán sát, từ bỏ các ác tà mạng, tôn trọng tâm bản, sáng suốt thực hành tốt ba nghiệp, hướng chứng bồ đề, đối với ba thời sẽ là mọi dính mắc và thăng sân. Lời nữa này tỳ kheo: do nơi ba nghiệp mà xa lìa các lỗi lầm, có thích an trụ ở ba tụ tịnh giới, hướng đến ba bồ đề, ba chân nhân, xa lìa phiền não, an ổn suy nghĩ, khiến tâm bình đẳng, quán sát được tốt đẹp, là xa lìa mạng nghi, được ba nghiệp thanh tịnh hàng phục như bẩn, làm chứng ngại ở bất cứ chỗ nào cũng có thể lìa trói buộc, tu tập chánh hạnh, nhớ nghĩ khổ không, có thích giải thoát sâu xa cao đẹp, xa lìa các ác, phát khởi phương tiện để phá hoại ngu si và các tham dục. Vì thế các tỳ kheo nên tu hạnh lành, sẽ bỏ mọi lỗi lầm và hay xa lìa đói khát và nóng, vô nha tiều tụy, phá trừ ngu tối sầu não hối hận, những thứ khổ nay thảy đều xả bỏ,
được sinh cõi trời người, giàu có an vui, thông minh trí tuệ, nghe nhiều hiểu rộng, luôn tu hành xả bỏ và đầy đủ các thứ để cúng dường như hương đèn dòng hoa chủ chuẩn ngọc. Này các tỳ kheo, nó khởi lên tà chấp kiêu kiệt tham lam kinh ghét xả giả dối nền hót thì sẽ bị đọa làm ngạ quỷ, cho các khổ não thúc ép tàn hại liên tục không bị gián đoạn, đối khác thiêu đốt khi nghiệp nhân thành tục, một mảy may cũng khó thoát khỏi sầu khổ đau buộc, lại xa lìa giải thoát. Kể các tỳ kheo bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, cái hữu tình này vì sao bị khổ như vậy, cho đến bao giờ mới được thoát giải thoát thì được chánh tính, nên con suy nghĩ không thể hiểu rõ. Là được hữu tình này ở trong đường ngạ quỷ, ngày đây mãi mãi chịu đói khát nóng lạnh sầu khổ, thân thể khô khan si ám mê mờ thường không tạm bỏ, của sinh Phật diện đã được làm đỡ cho đời vị lai. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các hữu tình này đối với đời quá khứ và các nghiệp ác không tu phước tuệ, keo kiệt tham lam giả dối phiền não quá mạnh, tự do buông thả tham sân có thể hàng phục, sau khi mạng hết đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng, từ địa ngục ra là đọa vào ngạ quỷ, các khổ thúc ép đối khác trói buộc, bất cứ ở chỗ nào cũng luôn chịu khổ, không người có giúp, không nơi nương tựa, giá vị ăn uống trọn không thể được, hối hận khóc lóc biết khi nào mới bỏ được khổ này. Tỳ kheo nên biết hữu tình ngu si bị phiền não trói buộc đều do ba lọc ba nghiệp ác luân chuyển trong tâm đồ nên chịu khổ như vậy. Tỳ kheo phải biết nó lại có người cần sự nam cần sự nữ, các trời phạm phá trừ được nghiệp ác kia thì tập pháp lành ưa thích chân đế tự quán kỵ thân hoành cho là bốn đại năm uẩn khổ không vô thường, cũng như bọt nước cây chuối giấc mộng ánh điện thể đều là giả tạm. Thế nên tỳ kheo đối với các pháp lành tu tập làm cho tăng trưởng, đối với mọi điều ác phải sửa đổi không cho khỏi lên, an trụ khỏi trời người có đáng được tôn trọng, thân người ý nghiệp tất cả đều được tự tài, sẽ liền các lỗi lầm giả tạm dối trá và mọi kinh sợ nhất định xả bỏ, ưa thích hơn cả sự suy nghĩ vắng lặng, sẽ liền mọi sự tán loạn, tạo ra các điều lành đầu giữa và cuối không cho gián đoạn, hàng phục các căn để bỏ trói buộc và các nẻo ác. Kẻ ngu si tối tâm không rõ nhân quả, tạo nhiều điều ác sẽ luân hồi trong ba nẻo khổ bị đầy dẫy các khổ não. Đức Thế Tôn bèn nói kệ, nếu ưa thích trụ xứ nên quán thai tạng khổ, xa lìa tham điên đảo phá hoại không cho khỏi, gia nghiệp đầy trói buộc tam đồ khổ vô tận, như kiến bò vòng tròn chìm đắm khó ra khỏi. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo, khổ của dạy bệnh chết trói buộc hữu tình có một chút lìa bỏ, với như cái mắt lưới nay trúng tên trói buộc cũng là như vậy. Là nửa này tỳ kheo, tâm ái như độc sân hận tự như lửa, giả dối nịnh hót mê mờ che lấp tâm sáng phiền não mạnh mẽ luôn luôn theo đuổi nhau khiến trở ra khỏi. Nếu lại có người tham cầu của cải làm nhiều điều giả dối nịnh hót để nuôi sống thân mạng, do vọng chấp trói buộc nên chịu luân hồi các nẻo, như cá nuốt câu nhân thêm mà khởi lên như lửa nung nước đều từ tâm sinh ra. Đức Thế Tôn lại nói kệ, mê chấp hư vọng kiến nghiệp chuyên hữu hưởng thân, quả nhân thường ly đảo, đề nhân quả chẳng nhân, nhân luôn chuyển phiền não, hiểu rõ chứng chân không, giải thoát liền phiền não, để chân thật chẳng không. Bậc diệu giác tối thượng, thể đều quên hai chứng, sao lắng mãi không động, là duy khắc hữu tình. Thế Thế Tôn nói kệ này rồi, đã bảo các tỳ kheo, nếu lại có người phải lên tâm chế bay không tin tưởng, là đường tổn hại tâm bảo, để các thứ hoa quả đi buôn bán đuổi chết, để nuôi sống thân mạng, cho nhân duyên này đọa vào đường ác, là các loài cáo, chim thú, hoang dã, mỏ nhọn, sắc biến giống như kim can, hình thể xấu ác, nhiễu loạn rất đáng sợ, tập hợp lại đến ăn thịt, tay, chân, mắt, xương, tủy, không để lại một thứ gì. Hữu tình chịu khổ vô lượng, gia nghiệp trói buộc, luôn đeo đuổi, không bỏ, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, luôn chuyển qua lại trong ba đường ác như vậy, mà chẳng lìa bỏ chỗ này ra, rồi lại đòi vào ngạ quỷ, bị đó khác thúc ép các cái điều khổ tăng thêm, miệng nói ra lửa cháy giống như núi lửa liên tục không gián đoạn, giá như có mưa lớn xuống khắp mọi nơi, nhưng lửa ác nghiệp này trọn không thể diệt. Tỳ kheo nên biết là có người tu tập bố thí và giữ giới cho đến trí tuệ thì có thể giải thoát các cái khổ sở. Là nữa tỳ kheo, cái ác làm nhân sẽ chưa cảm quả ba nẻo khổ, hữu tình mê chấp không thể hàng phục, phân biệt câu sanh phiền não. Một có 128 sự, ở trong ba cõi muốn thực hành bốn đế thì có 12, hoặc hai cái trên
mà bàn về có 24, nó 24 là ước lượng của ba cõi mà nói. Lần nữa thì khe bốn đế, bốn trí, có 16 và 2 kiến đạo, tu tập bốn niệm xứ, ở chánh đạo, năm căn năm lực, sẽ giải thoát, bạo ác và sẽ liền thiêu đốt. Lần nữa thì kheo dự đế là con thuộc. Người trí nên tu tập và trụ vào ba niệm, sẽ lìa chúng ma và các ngạ quỷ, đối khác khốn khổ, pháp lành để được tăng trưởng. Thế Thích Tôn lại nói kệ: mười ác do tâm tạo, chìm đắm đường nguy hiểm nguy, cảnh tham si trói chấp, cảm quả ác theo sau, cực khổ đường địa ngục, rên xiết không chỗ nương, duyên nóng tạo bóng vang, kiếp hoại báo khó rời. Ba nghiệp cần tinh tấn, đa văn học tổng trì, nhiều nghiêm tu lục độ, viên mạng chứng bồ đề. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi liền bảo các tỳ kheo, đó là có người tu ba nghiệp lành, đã sức học tập bố thí, giữ giới, để bỏ bạo ác ngu mê, tham ái, giải thoát các khổ, thì liền được nhiều điều ác của địa ngục ngạ quỷ. Tỳ kheo nên biết các con ngạ quỷ phải chịu mọi thứ khổ, nóng lạnh, đói khát, khổ não, bức bách mà không thể xa lìa, do cao ngạo giả dối như các nghiệp ác này, và đọa trong, đọa lạc trong tam đồ, ở trong nẻo đó tàn hại lẫn nhau, tham sân trói buộc luôn luôn không rời, do thời xưa xa lìa bố thí trì giới và đa văn, cho ra các lỗi lầm không thể biết rõ pháp và chẳng phải pháp, đối với chánh tính cũng đều mê ám, cũng chẳng tỉnh ngộ cho chướng ngại này, mà nếu lành của cõi trời người không thể tu tập, cũng chẳng quan sát những việc được mất. Lúc đó các tỳ kheo lại bạch Phật Thế Thế Tôn: nếu A Tu La bị chương cảm bởi nghiệp gì? Đức Phật bảo các tỳ kheo: lắng nghe, lắng nghe, nghe thay vì các ông mà nói. A Tu La do tuổi xưa giả dối, luôn luôn tạo nghiệp nền hót, quanh co vạn các nghi hoặc trong bụng, không bỏ được nên bị đọa vào A Tu La. Cũng do không tin cho ba bậc hiền thì đối với nhân quả thân tránh, không thể hiểu rõ nên đọa vào điều ấy, không có trí tuệ, ngu mê, phẩm chất, sợ hãi, khiếp nhược, chẳng được an ổn. Lúc này Đế Thích và Chư Thiên trên trời ở lại, nghe Đức Phật nói vui mừng phấn khởi. Đến trước Đức Phật dùng ca tụng: đường ba thừa bằng phẳng, Mâu Ni đã tuyên nói, lý chân không vô lậu, bản thể lìa ràng buộc, lòng từ Phật ban khắp, thương chúng sinh đau khổ, ánh sáng ngoại chiếu soi, không bỏ tâm lợi tha. Trời Đế Thích nói kệ này rõ, chắp tay cung kính đứng một ở một bên. Đức Phật mới bảo Thiên Đế: pháp thanh tịnh ba thừa, ông nên tu tập giúp lìa các trái buộc. Nó bình đẳng trong sáng, có thể lìa hiểm ác, trước mọi cái tâm, ánh sáng không nhiễm giống như châu báu. Theo tánh vốn thanh tịnh, Chư Thiên nên vui mừng, ưa thích nó hơn hết tu tập chẳng lành, giữ gìn không bỏ. Và đối với giới thí và thế ma địa, nó ưa thích quan sát, cũng như Chư Thiên kính thờ Thiên Chủ mà sẽ lìa tội lỗi. Với các hữu tình thì tôn kính, chiêm ngưỡng thờ phụng, một lòng nhu nhuyến, hòa thuận. Nếu được sinh lên trời sẽ được thân trong sạch tốt đẹp, xa lìa sân giận giết trừ, bụi nhơ cõi trần các cảnh giới, các cá nhân duyên các tham dẫn, giải thoát sự chìm đắm, phá bỏ sự ganh ghét lẫn nhau, giữa thân thật bạn bè bùng chơ của năm dục, thể đều xa lìa. Đối với các hữu tình kính dường hòa thuận, luôn luôn được an trụ, khéo lìa các cái nhiễm, tuân theo phép tắc oai nghi, ta sách phiền não, hàng phục ma la, an trụ trí tuệ, thanh tịnh ơn hết, khéo giữ ban nghiệp, thường học thiền định, sẽ bỏ bản ác và chẳng phạm hành, lìa hẳn trói buộc, luôn ở chỗ Chư Thiên, bạn lành, các bạn lành trí thức, khuyên phát tâm rộng lớn, ta sẽ mau lên bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.